Xin mời hai trong số các vị giám khảo sẽ cho bạn thêm một đôi điều để bạn cải thiện hơn về giọng ca của mình. Xin mời thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải ạ. Nhân cái tiết mục của bạn Ngọc Anh ca Ngủ Đó Hạ thì tôi có một cái cảm xúc riêng về cái dòng Trổ Đồng này. Bởi vì trước giờ chúng tôi đi đơn ca tài tử ở nhiều tỉnh cũng như là toàn quốc cũng như là các cuộc liên quan khác, thì những cái bài bản thì chỉ được trích có một đoạn thôi, mà nếu tìm thì chỉ có dòng Trổ Đồng của Bông Lúa Vàng tại Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới có cái quy định là ca trọn bản. Do đó mình có được thưởng thức những cái bản bắt trọn bản hoặc là những cái bản ở trong bãi bài mà ca nó hay như vậy. Mà một cái cảm xúc thứ hai đó là cái buổi thi của tuần rồi với bắt đầu buổi này thì tôi lại cảm xúc là tại sao mà các bạn lại ca những bài bản tài tử này hình như nó muốn hay hơn bài giọng cổ của mình. Thì đó là một cái điều mà tôi thấy là nó rất là phải nói rằng đây là một cái điểm rất là lớn của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo cái động lực cho các bạn trẻ chúng ta tìm hiểu nhiều về cái kho tàng âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam. Riêng tiết mục của bạn Ngọc Anh thì ca cái bài này rất là tròn, bởi vì cái bài này đã sống trong cái xã hội Việt Nam mình ở trong phong trào đơn ca tài tử gần 30-40 năm rồi. Thì cái bài này nó rất là nổi tiếng ở đây đó. Tôi cho điểm bạn cái dòng này, bài này là 19,5. Nhưng những cái điểm mà tôi chưa có thích đó là những cái lên là chẳng hạn là xê sang cộng liều u chứ mà xê công cộng không phải công cộng, xê sang thí dụ tổng liều u liều xê sang cộng liều u chứ mà là xê công cộng không có công cộng, thì mình tạo gì phải ca chữ cống để cho mình tự nhiên có cái từ mình ca giọng gió đó, đúng không? Mình ca đúng lòng bản được. Cái nữa là mà cái chữ sừ ở trong cái bản bắc với lại cái chữ sừ ở trong cái bản lễ này đó nó khác ở chỗ là ví dụ mình ca xuân tình chẳng hạn, công liêu xê công xê sang sự, thì chữ sự là chữ sự từ chữ sự nhấn lên chữ sang trả về. Còn cái bản bài nhạc lễ tức là bây giờ mình gọi là hạ đó thì công sang sang công xê sang sự xuống ngay chữ sự chứ không có công xê sang sư, thì tất cả các ông đàn đâu có đàn theo được. Do đó cái chữ sự mình ca nó không ăn cái gì đàn. Cái gì đàn ta đàn công liêu xê công xê xê sang sự, các bạn ca trong công xê xê sang sự thì nó không có vô với đàn tội nghiệp. Cái anh nó đàn sao nhắn được chữ đó, không có nhắn được tội nghiệp ảnh. Nó thì cái đó là tôi phát biểu theo cái ý của riêng tôi, nhưng mà bài này tôi cho điểm lớn, không phải vì cái chỗ đó mà tôi trừ điểm xin hết. Dạ xin cảm ơn thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, mình cũng thương luôn dàn đờn bạn ha. Dạ rồi, dạ, xin mời một vị giám khảo nữa đi ạ. Nghe lời nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, nó hình như là một giám khảo nữ đi. Dạ xin mời nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan ạ. Chị Phượng Loan chào Ngọc Anh. Dạ chào. Qua cái bài dự thi của em thì là thầy Khải đã nói là chính xác lắm rồi. Ở đây chị chỉ nói về cái phần hơi thôi. Thứ nhất là hôm nay là cái chất giọng của anh á nó lại không được thoát, không biết em có bị bệnh không? Em đang bị ho cảm đúng không? Nghẹt mũi, hơi em hôm nay hoàn toàn là nghẹt mũi. Khi lên những cái dấu sắc á, những cái bài bản này nè, có khi lên gió rất là hay nhưng mà em bị tắc ngang. Nhưng mà chị nghĩ đó là do sức khỏe thôi, chứ cái cách ca của em á thì chị hiểu rằng là em biết ca, nhưng mà tại do giới hạn là vì do cái chất giọng của mình hôm nay không được khỏe, cho nên là có cái hạn chế đó. Nhưng mà không sao đâu. Chị nghĩ rằng là với cái bài thi này mà thầy Khải đã nói như vậy rồi thì cười thấy không? Chưa biết gì cười rồi đúng không? Yên tâm rồi phải không? Nói chứ chị cũng chúc mừng em. Chúc mừng em hoàn thành xong cái bài thi này rất là hay. Bây giờ là nhẹ lòng rồi, chúng ta cùng đón chờ những điểm số đến từ ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ. Thưa quý vị, những con số nào sẽ hiện ra trên bảng điểm đây ạ? Và đó chính là 19,85.
Tiếp nối, điểm số đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng dành cho Ngọc Anh 19,87. Như lời đã hứa trước đó, một điểm số rất cao đến từ thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải dành cho Ngọc Anh 19,95. Và nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan lúc này rất là đắn đo để đưa ra số điểm dành cho bạn. Bạn yên tâm nha, đó là lời chị nói trước đó. Và điểm số sẽ là, thưa quý vị, 19,90. Xin được chúc mừng cho bạn nha. Có muốn chia sẻ điều gì thêm không ạ? Thấy hò quá hò rồi. Rồi thôi vào trong nghỉ ngơi ha. Mình ủng hộ tinh thần cho các bạn thí sinh còn lại. Cảm ơn rất nhiều.